đồng hồ trăng sao, 30 phút điểm nhạc một lần. Hình thức còn rất là mới và đẹp luôn. Toàn bộ họa tiết đều được làm bằng chất liệu đồng, mặt số La Mã. Trăng sao bên trên còn hoạt động bình thường thôi nhé. Và giá chiếc đồng hồ trăng sao để bàn này chỉ có 5.500.000. Các bạn yêu thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 084-326-1111. Tiếp theo, Linh Anh xin giới thiệu tới bác một mẫu đồng hồ để bàn nữa, tương tự như chiếc đồng hồ kia. Nhưng con này xuất xứ từ đất nước Đức và hình thức thì cực kỳ đẹp mắt, sang trọng và cổ kính vô cùng. Các bác có thể nhìn thấy toàn bộ những cái chi tiết bọc ở bên ngoài thân đồng hồ đều được làm bằng đồng, chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, tạo nên những cái đường nét hoa lá Tây cực kỳ đẹp, cầu kỳ và sang trọng. Toàn bộ thân thùng được làm bằng vân gỗ vernier. Trang điểm thêm đó chính là những bông hoa được nghệ nhân bên Đức họ vẽ tay toàn bộ. Và đây là mặt sau của chiếc đồng hồ. Với nguyên lý hoạt động như chiếc đồng hồ kia, hai gông hai búa chơi chuông chén, điểm chuông bính bong, 30 phút điểm nhạc một lần. Con này có bộ mặt cực kỳ đẹp và giá trị. Với kích thước đường kính 16 cm, toàn bộ mặt của đồng hồ được làm bằng chất liệu đồng nguyên khối đã xuống màu theo thời gian. Và điểm đặc biệt đó chính là bộ mặt số nổi, số men hạt vô cùng giá trị. Mời các bác cùng thẩm âm. Và mã số của em ấy là 513. Các bác yêu thích thì liên hệ với em. Đồng hồ Bonedux vô cùng giá trị.